Lê Thụy lại xuất hiện với cặp nách toàn lông, lần này dài và đen hơn hẳn những lần trước. Mới được khen chăm chỉ tiếp thu dọn sạch lông nách cách đây vài hôm thì ngay lập tức khán giả lại phải ngán ngẩm với màn khoe lông nách siêu bá đạo của hot TikToker Lê Thụy. Mới đây Lê Thụy đăng clip mới trên nền tảng TikTok, lần xuất hiện này, TikToker gần 3 triệu follower lại khiến dân tình ngán ngẩm khi xuất hiện với cặp nách toàn lông. Thậm chí lần này nó còn đen và rậm rạp hơn trước, nhiều người cũng phải bó tay khó hiểu về tốc độ sinh trưởng lông nách của cô nàng. Tuy nhiên, trái ngược với những lần phản pháo gay gắt như trước, cô nàng tiết lộ mục đích của việc gìn giữ vùng dưới cánh tay rậm rạp như rừng Amazon là để có cái hướng dẫn mọi người cách wax lông. Dù là vậy, cư dân mạng vẫn dành cho Lê Thụy lời chê, cho rằng cô ngày càng lố bịch, ô dề. Thói quen để lông nách và không ngại phô diễn cho bản dân thiên hạ trông thấy của Lê Thụy lần nào cũng vấp phải chỉ trích. Trước những lời bàn ra tán vào, TikToker từng cho biết không quan tâm đến mọi người nói gì về mình. Em chỉ nghĩ là cơ thể của mình thì chỉ có mình mới có quyền quyết định nên làm gì và không được làm gì. Mong là em trong tương lai vẫn như bây giờ, không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Và các bạn dù là nam hay nữ vẫn nên tự quyết định mình nên làm gì với cơ thể mình, đừng vì lời người khác nói mà đánh mất bản thân, hot TikToker trả lời trên tờ Người đưa tin. Vốn dĩ Lê Thụy cũng được coi là nổi tiếng qua trình độ tiếng Anh vô cùng xuất sắc của mình, tuy nhiên giờ đây cô lại chỉ được nhắc đến nhiều bởi sự tự tin khoe cá tính bằng việc lông nách rậm rạp. Có lẽ cô nàng cũng cho rằng cái này đã trở thành thứ thương hiệu cá nhân không ai dám làm cũng không muốn tách rời. Thế nhưng hãy nhìn vào cách làm content mà cô đang theo đuổi, thực sự đang dần trở nên lố lăng và thiếu sáng tạo, gây khó chịu cho người xem. Tự tin thể hiện cá tính nhưng không đúng hoàn cảnh. Không chỉ để lông nách rậm rạp gây khó chịu cho người xem trên tài khoản mạng xã hội của mình, Lê Thụy còn mang trò lố này tham gia sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Hành động này được xem là thiếu tôn trọng người đối diện và cô nàng cũng nhận về rất nhiều chỉ trích. Trên thực tế, Lê Thụy cũng chỉ là một trong những TikToker có cách làm content ô dề như vậy. Chẳng nói đâu xa, ví dụ như hot TikToker Phạm Thoại, Lê Bống cũng nhiều lần bị chỉ trích về sự làm lố thái quá của bản thân khi muốn thể hiện cá tính của bản thân. Không chỉ mang lại những video hài hước, Phạm Thoại còn khẳng định phong cách thời trang kén người mặc trên TikTok. Mặc dù vướng nhiều ý kiến trái chiều, song anh chàng vẫn tự tin thể hiện cá tính và mang cả những món đồ độc lạ lên thảm đỏ. Tuy nhiên, đứng giữa dàn khách mời có sự đầu tư về trang phục, Phạm Thoại dễ bị lạc quẻ và thường xuyên nhận về những bình luận tiêu cực về gu thời trang. Nếu dễ tính có thể bỏ qua những hình ảnh khác người của Thoại tại các sự kiện thời trang đó, bởi ở đó người ta có thể thoải mái khoe phong cách cá tính khác biệt của mình cũng là cách gây sự chú ý với truyền thông. Tuy nhiên điều đó trở thành quá đà khi nhiều người không hiểu tại sao Phạm Thoại có thể tự tin mặc phong cách em bé để dự thảm đỏ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Một cuộc thi nhan sắc không phải là trình diễn thời trang cho bất kỳ gương mặt mới nổi nào. Cá tính mọi lúc mọi nơi liệu có đúng? Từng gây tranh cãi với động tác lè lưỡi khi quay video để thể hiện phong cách riêng, có thời gian người xem bị ám ảnh với các sản phẩm TikTok của Lê Bống. Nhưng cũng vì vậy mà cô nàng thu hút thêm hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Khi thử sức với các cuộc thi người mẫu và mang đến phong cách kiểu TikTok, Lê Bống lại bị chỉ trích vì phong cách ăn mặc khá mát mẻ và có những động tác nhảy ngay trên sân khấu. Không phủ nhận tầm ảnh hưởng của các hot TikToker tới thế hệ trẻ bây giờ, đặc biệt là các bạn Gen Z. Việc tự tin khoe cá tính, tự tin với khuôn mặt, cơ thể của mình cũng là điều chẳng có gì sai, bởi những thứ đó thuộc quyền sở hữu của họ. Họ có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, nhưng không có nghĩa họ cho phép mình thể hiện một cách quá đà, lố lăng trong tất cả sự kiện mình tham dự và nghĩ rằng điều đó chẳng ảnh hưởng đến ai. Trong khi bản thân các hot TikToker hiểu rõ nhất tại sao mình được mời tham dự những sự kiện này, mình có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng và những điều mình làm gây phản ứng tiêu cực thế nào đối với chính họ và rộng hơn là những người yêu thích các bạn. Không khó để nhận ra một vài cá tính riêng chỉ phù hợp trên TikTok để mang lại tiếng cười cho khán giả. Khi khoác lên mình danh xưng người có tầm ảnh hưởng đi dự sự kiện công khai, các TikToker cần phải đầu tư hơn về sự chỉn chu, từ trang phục đến hành động, tiết chế bản thân, cảm xúc để không làm xấu hình ảnh của chính bản thân mình trong mắt khán giả.